rất nhiều lần qua các sân khấu của các hội đồng hương, các chương trình Tết và những chương trình kỷ niệm về những cái lễ dỗ. Đó là giọng ca của anh Hoàng Vân. Xin mời anh Hoàng Vân qua nhạc phẩm Biệt Khinh Kỳ. Ôi, đây rồi. Thay đổi cái lông này. Hiện trường hôm nay có một cụ già gần 100 tuổi.